Sáu con giáp may mắn không ai sánh bằng trong ngày 14 tháng 1 năm 2023 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Thưa quý vị, trong ngày 14 tháng 1 năm 2023 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ được âm phù, dương trợ, cho nên các bạn sẽ gặp may mắn tột đỉnh, khó ai có thể sánh kịp. Và đó là các con giáp Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu. Những con giáp kể trên sẽ được bề trên ban lộc, gặp may mắn trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Từ chuyện công việc đến tiền bạc, tình cảm, ai đang nghèo khó thì sẽ có người cho tiền, ai đang thất nghiệp có bất ngờ tìm được một công việc trong mơ, ai chưa có người yêu thì có khả năng cao sẽ tìm được một nửa kia như ý. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé! Tuổi Sửu. Theo dõi tử vi ngày 14 tháng 1 âm lịch, người tuổi Sửu được tam hợp thái tuế phù trợ nên vận trình công việc, sự nghiệp có nhiều biến đổi nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Vận quý nhân của bạn trong tháng khá vượn, đi đâu cũng được người yêu kể mến. Điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới. Với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển. Bước sang ngày này, phương diện tài lộc của người tuổi Sửu cũng có những khởi sắc nhất định nhờ có thiên tài trợ mệnh. Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán trong tháng được coi là khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng vọt, đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến, đáng để duy trì và phấn đấu. Tín hiệu tốt đẹp về chuyện tình yêu đôi lứa đã xuất hiện khi có tam hợp ghé thăm, người độc thân có thể tìm thấy cơ hội tình cảm, làm mới mối quan hệ. Ngũ hành tương sinh cũng tương trợ để vận trình hôm nay diễn ra suôn sẻ. Sức khỏe đang được cải thiện, nhiều người được chữa khỏi bệnh và sắp trở lại với cuộc sống bình thường. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Tử vi 14 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, thực thần mang lại cho tuổi Mão một tâm trí sáng suốt. Bạn có xu hướng sắp xếp lại quá khứ và giải quyết những chuyện đã qua. Bạn cần bình tĩnh để đánh giá hiện tại và lập ra những kế hoạch thuận lợi cho bản thân. Ngày tốt theo nhị thập bát tú cho thấy, hôm nay khởi tạo trong việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa mộ phần, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Ngũ hành tương sinh mang tới vận may trong sự nghiệp, người đi làm công sở nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, những người thất nghiệp có vận may tìm được công việc phù hợp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Xem tử vi hôm nay, thiên tài ghé thăm mang tới những tin vui về tài chính cho con giáp tuổi Ngọ, giúp bạn có thêm thu nhập, nhiều người mua sắm thêm tài sản, thu về lãi suất đáng kể. Có người lại được người thân giúp đỡ về tiền bạc, thậm chí hỗ trợ cho bạn mà không mong đền đáp lại. Thời gian này, công việc của bạn càng trở nên thuận lợi và may mắn. Bạn đang có nhiều lợi thế nhưng vẫn luôn chăm chỉ, cần mẫn. Nhờ thế mà bạn có khả năng thăng tiến nhiều hơn và nhận được sự khen ngợi từ cấp trên hay đồng nghiệp. Tam hội đưa tới cho người tuổi Ngọ cơ hội giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Điều này có lợi cho bản thân, giúp bạn học hành, khám phá và thu nạp thêm những kiến thức mới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Thiên quan nhắc nhở tuổi Mùi làm gì cũng nhớ thận trọng, cân nhắc trước sau, hãy nghĩ cho bản thân, tránh những tình huống mạo hiểm, thiếu sáng suốt. Bạn cần xác định được áp lực tiềm ẩn đằng sau mỗi lựa chọn của mình và cân nhắc từ quan điểm khách quan nhất. Hôm nay, tam hội cho phép bạn tìm ra hướng đi cá nhân, điều chỉnh lại cách giao tiếp và thể hiện bản thân tốt nhất. Bạn nên chú ý tới các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên để có được sự hỗ trợ khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn.
Hỏa thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn khá tốt, giúp bản thân tràn đầy năng lượng. Sự tích cực này giúp bạn có sức lan tỏa trong cộng đồng, nhờ thế những người xung quanh bạn cũng tốt lên. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Tử vi 14 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, với sự che chở của chính ấn, tâm trạng con giáp tuổi Thân cải thiện đáng kể lúc này, giúp bạn đối diện với các vấn đề trong cuộc sống bằng thái độ hợp lý, thực tế hơn. Công việc được nhiều cát tinh che chở, quý nhân nhiều, trăm sự thuận lợi, sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, có cơ hội thăng tiến cao trong công việc. Bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình, bên cạnh đó các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Lục hợp che chở để người tuổi Thân biết nhìn xa trông rộng, sẵn sàng nhường nhịn ai đó nếu có tranh cãi xảy ra. Do đó bạn không nóng vội bày tỏ ý kiến cá nhân mà kiên nhẫn lắng nghe hơn. Hỏa kim xung khắc cho thấy trong đời sống tình cảm, những người độc thân dễ bị ảnh hưởng bởi tác động quá khứ, khiến bạn suy nghĩ, trăn trở về những chuyện đã đi qua. Bạn nên hướng tới thực tại thì hơn. Trong mọi tình thế bạn cần giữ thái độ, lý trí tỉnh táo để đưa ra lựa chọn phù hợp. Được lục hợp che chở, sức khỏe tuổi Thân cũng khá lý tưởng, dồi dào cả về thể lực và tinh thần, không gặp trục trặc nào nghiêm trọng. Tinh thần thoải mái cũng là một trong những yếu tố quyết định tới sức khỏe của bạn. Dù công việc có áp lực hay khó khăn bộn bề đến mấy, bản mệnh cũng đừng để nó ảnh hưởng tới lối sinh hoạt khoa học của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Thiên ấn giúp người tuổi Dậu dám đối đầu với khó khăn hơn khi bạn hoàn thành, tin tưởng vào năng lực của mình. Lúc này bản mệnh cũng nên chú ý đến các kế hoạch liên quan tới công việc, xê dịch. Với sự giúp sức của tam hợp mà đời sống tình cảm của bản mệnh suôn sẻ hơn bao giờ hết, người độc thân có thể gặp may mắn trong tình duyên. Ngũ hành xung khắc khiến những vấn đề liên quan tới tài chính trở nên rối tinh khi bạn đã để chuyện bé xé ra to. Dù sao cũng nên ưu tiên trả các khoản nợ có lãi suất cao trước đã nhé. Chuyện tình cảm trong tháng tương đối ổn định, người đã có đôi thì tình cảm thuận hòa. Đây là khoảng thời gian đáng để bạn trân trọng và tạo nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Ngoài ra, vì quan hệ xã hội của bạn có xu hướng phát triển rực rỡ trong tháng, nên bạn cũng phải hạn chế thái độ quá nhiệt tình đối với đồng nghiệp và đối tác, tránh để hiểu lầm phát sinh. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023 dương lịch, là ngày Quý Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là trường lưu thủy, ngày thuộc hành thủy, khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí, kỵ tuổi Đinh Hợi và Ất Hợi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.